đấy nhá, tài là lúc sẵn sàng ở đây, cun không cần nói gì nhưng mà đã hiện lích sáng, hiểu không? Thấy không? Thế trời, cun ngầu dễ thương vãi cả đái rồi. Mình có còn, nó thích chơi điện tử ok cho nó chơi thôi, nhưng mà nếu nó muốn chơi điện tử thì nó phải làm được việc nhà. Mình deal rất là rõ ràng, mày thích làm việc nhà thì cho mày chơi, mày thích mua máy khủng thì ok fine thôi, thì bạn cứ đi học tử tế, thì bạn làm việc nhà rửa bát dọn nhà vệ sinh, thì bạn cho mèo ăn, hiểu không, dọn bàn dọn ghế, hiểu không, tất Cho cả mèo ăn mà nghe tiếu nha. thì mẹ, những cái việc nào mà thịt mẹ nó làm được, nó phải làm thì ok easy. Mà thích chơi cái đéo cũng được, thích thì mẹ mình giới thiệu bạn gái hồi nó 5 tuổi tao cũng ok. Thích mua thì mẹ bông hồng tặng cô giáo, ok tao đến tao tặng hộ cho. Bạc Timmy Bali bông hồng tặng cô giáo. Ủa tài đâu rồi, tài đâu, đợi tài thì tài tắt mic rồi. Mà thì chết rồi. Chết rồi. Nó đi học có mấy đứa à, không còn đâu, nó lớn lên bắt đầu nó chỉ cần đến bắt đầu nó dậy thì 14 15 tuổi ấy, nó muốn mua cái gì ấy, thì tự nó đi làm nó mua, mình chỉ mua cho những thứ đơn giản nhất thôi. Ủa điện thoại ấy, mình nói chuyện với Lily về chuyện này rồi, đương nhiên rồi, bọn mình sắp lấy nhau phải bàn nhé. Ok nó bắt Đây đầu là nghe lớn. nè, nhưng mà câu hỏi update year nè, lúc ông sẽ cho chủ động cho nó xem poll hay là ông sẽ để cho nó tự tìm hiểu? Tôi sẽ cố gắng để xem khi nào nó bắt đầu xem porn. Tôi sẽ cố gắng nhất có thể, kiểm soát nhất có thể, và tôi không cấm vào trong web vào porn này. Nhưng tôi sẽ bằng cách ở đấy spy nó. Spy dễ mà, bọn nhóc thôi ngu lắm. Cài mấy cái phần mềm theo dõi ấy. Và khi cái ngày đầu tiên tôi thấy nó search chữ porn, tôi sẽ xem nó search cái gì porn. Đấy là cái tôi quan trọng nhất, chứ đéo phải nó có xem porn hay không. Tôi mong muốn là nó xem porn chứ, thịt mẹ đừng có đọc mấy vài ba cái ecchi rồi này nọ. Tôi sợ nhất là nó search là gay porn hay là thịt mẹ mày ghen beng hay là rape này nọ, thì tôi sợ. Thì tôi còn nếu mà tôi thấy nó search là porn ok, ngay lúc đấy tôi sẽ phi xuống phòng nó. Ê cô tụ má, search porn à mày. Không, tôi sẽ Mà lỡ sợ mấy cái từ khóa ông nói sao ông sẽ giải quyết như thế nào? thì lúc đấy tôi phải bình tĩnh gọi Lily về hỏi xem là nó có cái biểu Con mình hiện nó thích gì, kiểu này. nó có cái gì khác biệt không mà do mình không để ý. Tại vì thường là phụ nữ họ sẽ cảm nhận tốt hơn, họ sẽ gần gũi con cái hơn, có thể nếu mà tùy theo, nếu mà thật sự nó là gay luôn rồi thì coi như đấy là cái chuyện nó đã xảy ra rồi. Còn nếu mà nó mới chỉ gọi là đang kiểu trong thời gian tìm hiểu thôi, thì mình thử xem là nó có thể là gay thật không. Còn nếu nó con gái thì bình thường bạn sắt post mình nghĩ chuyện bình thường, việc xem không, nó không quan trọng, việc xem nữa không quan trọng, quan trọng là thật sự con người đó là những người như thế nào. Nếu nó sắt post để nó tìm hiểu xem sex là cái gì, sex như thế nào là đúng, sex như thế nào là thật sự enjoy, như thế nào là tự bản thân, bảo vệ bản thân, bảo vệ cho cả partner, bảo vệ cho tương lai của mình, thì ok, why not, good, quá good luôn. Kể cả nó lên mạng nó tìm hiểu đá là gì, ke là gì, kẹo là gì, cần sa là gì, nước biển là gì, không bay lắc là gì, không ok luôn, mình ok luôn. Cần thiết nó hỏi gì mình cũng sẽ trả lời bằng tất cả những gì mình đã trải qua. Còn nếu như mà nó xa vào con đường đấy thì đấy là quyết định của nó, mình chỉ có thể nói, mình đâu có thể bắt nó làm theo ý mình được. Bọn mình hồi hồi hết lớp 9, bọn mình hết lớp 10 ở bên Úc, bọn mình có một cái gen party, và gen party ở lớp 10 là cái gen party đầu tiên mà kiểu giống như là thanh niên ấy, nó được chơi bời một cách thoải mái. Bọn mình được thuê một cái tàu, cái không hẳn là du thuyền, nhưng một cái dạng dạng đấy. Gần như là tất cả những đứa lớp 10 ở cái trường đấy mà đóng tiền ấy sẽ đi. Thì cái buổi đấy là buổi đầu tiên thì dậy mới dậy thì mà chúng nó sẽ ăn mặc rất là đẹp. Mà bọn thanh niên bên đấy ấy, mình ở chung với một thằng mình ở homestay thời gian đầu ấy, là đủ mấy bạn bạn nó thôi nhá, chỉ là bạn trong lớp, rồi gửi hình nút cho nó xem, rồi nó kêu mình vào xem cùng, rồi bình phẩm này nọ nọ trái cool lắm. Thế thì cái buổi jam party đấy, trước cái buổi jam party đấy 2 tuần sẽ có một bà giáo từ trung tâm kiểu giống như là ở Việt Nam, từ trung tâm kiểu xã hội ấy, Dễ tính hả? cái kiểu 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 về mấy cái vấn đề xã hội ấy, sẽ đến, xong rồi gọi từng lớp một, mỗi một ngày sẽ có 2 lớp xuống bài dạy,
Rồi tất cả mọi thứ luôn, đá là gì, ke là gì, nó có tác dụng như thế nào, nó được chiết xuất từ cái gì, nó, lịch sử nó sinh thành ra sao, bây giờ nó là như thế nào, nó làm cho con người ra làm sao, sách thì như nào, sách bây giờ tuổi này như nào, sách sau này sẽ như thế nào, bao cao su xài như thế nào. Nó đéo như ở Việt Nam xong rồi cười cười đâu. Tất cả nó chúng nó ngồi nghe, chúng nó nghe chúng trêu nhau, nhưng mà cái trêu nhau nó khác, nó không có kiểu Việt Nam ngại này đó đâu. À, rồi thì là chúng mày chơi rồi chúng mày sẽ như thế nào thế nào thế nào ấy, cái kiểu không, và lúc mà đi ra chả trêu nhau kiểu bình thường lắm, chứ không phải như Việt Nam kiểu ghẹo ghẹo xong ngại ngùng. Bọn gái nó còn bạo con trai nhiều, bọn gái nó nghe kỹ lắm. Xong rồi cái buổi hôm ấy lên lên tàu đi đi ra đi một vòng cái vịnh Sydney ấy, đi chạy sang hẳn North Sydney này nọ, mấy cái vùng mà ở người giàu ấy, có nghĩa là ra mấy cái vịnh đẹp ấy. Xong rồi ở trên đấy là uống bia uống rượu nhảy nhót, tại vì hết lớp 10 bên kia ấy, là sẽ chia làm hai con đường. Đứa nào mà theo đại học ấy, thì sẽ học lớp 11, sẽ học những cái môn mà để sau này đi thi đại học và đại học. Còn có những đứa nó quyết định theo học nghề. Có nghĩa là nó xác định được cái con đường của nó đi, là có nghĩa là nó không thông minh và nó không thật sự thích đi học, chứ không phải nó không giỏi đâu. Nó đi học nghề làm đồ gỗ rồi làm hay cắt tóc rồi các kiểu ấy. Thế nên là thường cái buổi hôm đấy là cái buổi cũng là một cái kiểu chia tay nhẹ nhẹ, giống như là cuối hết lớp 9 của mình ấy. Ôi, con trai thì mặc gentleman lắm, đẹp, con gái thì trang điểm mặc váy. Các mấy bà giáo già khắm khú 60 70 cũng đi, cũng mặc quần áo đẹp, cũng lên nhảy rất là thoải mái, rất là vui. Đấy, đi từ 7 giờ đến hình như là 9 giờ hơn gần 10 giờ về, thì lúc đấy bắt đầu là có một vài, thì bắt đầu các đội nó sẽ đi chơi với nhau, đi bar rồi đi club hay là về nhà thằng ai nói quẩy. Các bạn đôi khi xem trên mạng có mấy cái vụ party mà kiểu teenager là thường ấy, kiểu đấy đấy, về nhà thằng ai đấy mình cũng đi. Nó với mình cái vấn đề sách sủng ấy, nó không phải là cái gì đấy ngại ngùng. Ủa Tài sao lâu thế đi Tài ơi, Tài nói hết khô cổ họng rồi. Đi phải đi đâu ấy, đợi gì nữa. Hết đi ba. Chuyện đấy bình thường, chuyện đấy vô cùng bình thường. Có sợ nếu mà lỡ mốt về sau con ông nó có bị gay không? Tôi không Nó sợ, là con trai. tôi không sợ. Nếu như mà nó gay ấy, tôi sẽ tôn trọng. Nếu thật sự nó là gay, và tôi sẽ tìm hiểu rất là kỹ xem là nó bắt đầu gay từ khi nào và vì sao. Có thật sự nó là gay hay không, hay nó gay vì một cái yếu tố nào đấy tại thời điểm ấy thôi, hay là nó là gay nhưng mà nó vẫn thích con gái hay như nào đấy. Tôi sẵn Lỡ sàng. nó gay bởi vì nó xem clip mặc váy của tôi với ông sao? Gay 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 nó nó sợ nó sợ đâu, nó kêu ồ tại sao bố mình tới piu 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 dòng đầu tiên piu piu mặc váy. Cái nó bấm vô, cái nó coi, cái nó cảm nhận thấy giới tính của đúng của nó có đâu, là làm gay để vậy. trở thành gay đâu phải đơn giản đâu, nó gay nó không đơn giản đâu, ông nghĩ đâu. Bây giờ như tôi nói ông, tự dưng bây giờ ông với tôi ngồi cạnh nhau, xong rồi tôi với ông nhìn nhau, xong rồi tự dưng tôi ôm ông mà ông trải qua được cảm giác ấy thôi nó đã khó rồi, mà ông còn ôm lại tôi nữa thì đấy nó là cái gọi là ông biết ông, nó giống như là tôi với ông phải thế nào ấy, kiểu thì bạn gọi là nó vượt qua chính bản thân mình ấy, hiểu không? Chứ không đơn giản đi, ông nghĩ là thì bạn gay là tự dưng ra kia ôm nhau rồi hôn nít thì trở thành gay đâu. Tôi đã từng sống chung nhà với một thằng gay người Đài Loan, nó ở khác phòng tôi, well, không ở chung phòng, tôi ở chung phòng với Ấn Độ. Nhưng mà ông biết không, cái vú của nó ấy, cái vú của nó tôi thề nó còn to hơn mấy đứa lép lép con gái cơ, hiểu không? Nên là mà để được như thế, tôi hỏi là sao vú mày như vậy, nó bảo là phải bóp, có ngày nào tay nó cũng tự bóp để cho nó ra như thế. Ông bây giờ tự tay bóp nhú ra nhiều đến mức độ mà ông cảm thấy vú ông to ra chỉ vì ông bóp chứ. Thua hay ghê đó, thua Ghê rồi, đúng rồi, đó, thua nhiều đi thứ nó tờ lắm, cua nhiều thứ ghê lắm. tam tu tờ cua ghê À, quá. nhiều thứ lắm. Cái đợt đầu tiên tôi chuyển ra ngoài ở riêng ấy, nhiều nhiều kỷ niệm thú vị lắm. Rồi ở cái thằng gay ấy, nó ở chung với một thằng Úc, mà thằng Úc ấy nó bỏ nhà, nó không ở ở nhà bố mẹ nó. Nó không biết nó đi làm nghề gì không, nó chỉ mang đúng một cây đàn đàn guitar, nó ra mấy cái phố như là phố đi bộ Nguyễn Huệ hay là mấy cái chỗ đông người ấy, nó đánh guitar để cho người ta kiểu donate, kiểu cho tiền nó ấy, 3 đô 50 cent, 5 đô này nọ. Nó cứ sống như vậy thôi, xong rồi nhiều trải nghiệm thú vị lắm. Anh qua Úc là năm anh bao nhiêu tuổi anh biết không? 14. 4, qua đấy anh học cấp 3 Ờ. 14 mà học cấp 3. Ờ thì tôi học xong lớp 9, đúng ra là tôi phải lên lớp 10 đúng không? Thì ấy, Vâng. cái ở Việt Nam hay qua là hay bị trừ lại một lớp, ví dụ lớp 9 này học lại lớp 9 chẳng hạn. Nhưng mà tôi qua ấy, tôi kêu là tôi đéo muốn học lại lớp 9. Thế trường nó mới bảo là ok, thế thì mày thi vào lớp 10. Thế đến khi tôi đi học lớp 10 thì cái buổi đầu tiên tôi đi học lại là môn toán.
Mà môn toán khi mà mở sách nó dạy toàn là địt mẹ 50 cộng 65 bằng bao nhiêu, 230 cộng với lại 2 chia 2 là bằng bao nhiêu. Tôi mới ngồi tôi bảo là tao đéo muốn học như thế này, học này chán lắm. Học thế sau mày bà giáo kêu là mày cứ bình tĩnh ngồi đến cuối lớp đi xem như nào. Tôi ngồi đến hết cái lớp toán ấy, tôi nên tôi bảo là nếu như mà tiếp tục dạy này tôi không học nữa, bởi vì học này chán lắm, tại vì toàn là kiểu 5 cộng 5 10 cộng. Thì bà giáo mới bảo ấy, toán nó có 3 cấp là toán bình thường, toán 2 unit với toán 3 unit. Ở Úc bây giờ không biết có còn, hồi đấy tôi học là như thế. Thì ấy, bây giờ cái điều đấy mày sẽ được chọn nếu như mà mày 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 lên lớp lớp 11. Thế thì tôi bảo là thế cho tôi thi để tôi lên lớp 11 luôn. Thế bà giáo bảo ok ngày mai quay lại, bây giờ ta lên ta hỏi hiệu trưởng xem có được không. Nhanh lắm, hệ thống ở đấy đúng vui luôn. Hiệu trưởng bảo, ok chọn thi thử sáng ngày hôm sau tôi lên tôi thi. Thế là tôi không phải học lớp 10 luôn, lên lớp 11 học luôn, chọn toán 2 unit để 3 unit học luôn. Thế là tôi đơn không phải học lớp giản 10 á. Được giảm 1 năm tiền học luôn, có cái tiền mà tôi đóng là học nó lớp 10 ấy, chuyển sang là học lớp 11 luôn. Qua lớp 10 luôn, không phải học lớp 10. Thi có đúng buổi sáng hay xong chiều kết quả luôn, lên lớp 10. Thế anh 14 tuổi anh học 11 luôn. à, ta học sớm 1 Mà năm mà. bên đấy cũng 12 lớp như bên mình hả Cũng 12 lớp như bên mình y anh? hệt. Bên Ừ. Sao đấy bên đấy không học không đơn phải, giản đấy. không phải nó học đơn giản Không, là mà bên nó được bạn chọn. Nó được à, chọn kiểu có. mình trình độ bao nhiêu thì mình học bấy Đúng nhiêu rồi, thôi. quẻ. Bên bển mà cái toán đại học á là bằng toán cấp 3 mình à. Ghê có nghĩa là giống ghê giống như là ấy, giống như là nó hiểu rằng không phải ai cũng sẽ giỏi toán, nhưng mà chỉ với những người bình thường không cần giỏi toán, chỉ cần đủ để ra ngoài kia đi làm cộng trừ nhân chia cơ bản với đi shopping thôi. à. Có nhiều đứa ấy, nó thiên về học mỹ thuật, đầu óc lúc nào nó cũng cứ tây tây ấy, mấy đứa đấy lúc đánh đàn nha, vẽ hát chúng nó giỏi lắm, nhưng mà ấy, bảo học toán cũng đéo biết cái gì cả. Và chúng nó nói thẳng luôn là tao đéo biết cái gì cả. Ui mấy thằng học toán Trung Quốc đẹp trai thế, học giỏi thế, thế bên đấy nó rất là thoải mái, chứ đéo như Việt Nam kiểu kiểu cố gắng để kiểu trở thành perfection Việt thì mẹ mày somebody đấy. Nam mình mà lên làm bài cần thua điểm cả lớp thôi. À, kiểu buồn Nó cười bên vào mặt bên kiểu đấy buồn đéo buồn. đéo có cười gì cả, thì mẹ nó điểm thấp nhất luôn, thì mẹ mày dơ lên, thì mẹ mày fucking wow xịt vãi lộn, kiểu đi mẹ tại sao điểm tao thấp nhất lại có thằng nào thấp hơn tao không? Sao cả lớp sẽ kiểu đéo là thấp hơn mày cả, sao mà nó bảo đi mẹ I'm number one các kiểu, vui lắm, học cái kiểu vui lắm. Hồi cấp 1 làm bài Tiêu 9 và điểm ngay rồi lọ về sở bố to mẹ em di dấu cảm ơn đi lớn. dạy các kiểu. Mấy thằng Trung Quốc sang bên kia học toán 3 unit đấy, bọn gái trong trường thích lắm. Đủ má mà muốn tội mấy thằng ấy địt mà bị gay hay sao ấy. Ồ, mấy con gái thích mấy đứa trẻ thể thao lắm. À, đánh bóng ở bên đấy chơi bóng Bóng rổ. rổ á. Rổ bầu Má dục cầu thề mẹ thứ. luôn, đủ má. Bóng rổ người không cần 6 múi, không cần 6 múi chỉ cần nhắng nhẳng người thôi. Đủ Đúng rồi, má nó hay rủ đi xem. to Mà quá. gái Cái bên ngồi đấy nó á, hú. nó chủ động rủ đi xem phim mà. Nó đéo chứ gái Việt Nam mình rủ nó còn kiểu anh đéo. Gái bên đấy nó sẽ ra nó hỏi luôn. Ê, cuối tuần này mày rảnh không đi mẹ? Chỉ cần có một đứa gái nó hỏi mình câu đấy là mình biết thì mẹ mày chuẩn bị đi, mẹ bố mày chuẩn Trong bị tầng rồi đi ngắm mẹ ăn hiểu không? Chuẩn bị ăn chuẩn con bị cặc từ mẹ đầu bé óc hiểu không? xé bé nhiều mắt Cặc từ hiểu không? Mình sẽ tiền kiểu thì mẹ, nhưng mà thật ra hồi đấy mình nghĩ là mình cũng ngu thì mẹ hồi đấy, nhưng mà cũng không thể nói là ngu hay khôn được, bởi cuộc sống mỗi người khác nhau. Mình toàn kiểu thôi cuối tuần phải đi làm rồi, thông cảm này nọ. Má cũng buồn bay. Tao anh mà Bill có đi cái vụ mà cuối năm là một đứa con trai phải chọn một đứa con gái vô đi đó trời ơi, đương nhiên là có rồi, thì đấy cái gen party đó tao vừa kể đó lên đầu á, nhưng mà đáng tiếc là cái con tao chọn nó thật là hãm lồn. Mà thôi không? tao muốn nhớ lại câu chuyện ấy nữa, cái câu chuyện đấy chúng ta nói chuyện khác Giống đi. giống kiểu đi prom á hả? Cái không Rồi nhảy phải cái nhảy chọn chung nè chọn đấy đã không phải là chọn đấy không phải là để làm partner hay gì cả, chỉ đơn giản là để cho kiểu dự kiểu tiệc. kiểu vô tiệc cho nó thoải mái, cho nó kiểu trông cho nó kiểu hoành tráng ấy, chứ không phải là đi phải chọn Cu để chinh hay là cái cu gì cả. Thì ngầu nó là cái cơ hội cho mấy đứa thích nhau ấy, hiểu không? Ra hỏi ấy, nhưng mà đáng tiếc là cái con tao chọn thì thôi ngẫu chúng ta phải nhiên à hay là anh tự chọn sao không chọn? tao không hẳn là tao chọn, mà tao giống như là có mấy đứa sẽ không chọn ai cả vì nó đéo quan tâm ấy, hiểu không? Thì nó sẽ được À bắt cặp, phải không? Nó sẽ anh bắt biểu cặp. đây chọn Đéo phải tao đéo ai là biểu chọn, đây ok? Đéo phải là tao đéo ai chọn, rồi ok? có nhận Có rất chứ. là nhiều, có rất là nhiều đứa là nó không care, bởi vì hồi đấy tao đi làm nhiều lắm. Tao đi làm hoài gì. Thế nhưng mà cuối năm thì tao vẫn nghỉ một buổi, tao đi với lớp. Mà cái con chọn, tao chọn nó đúng thì mẹ kiểu nó là gái gái gốc Việt nhưng mà nó đẻ ở đấy. Thì mẹ thề luôn ấy, nó mặc đồ đẹp vãi cả lồn, nó giống như là princess ấy, hiểu không? Giống như là kiểu mẹ tài vào kìa, giống như kiểu công chúa ấy. Xong rồi mình thì cái bộ đẹp nhất của mình chỉ là quần jean với áo phông thôi.
Bali. mà mấy thằng kia mặc đẹp lắm, chúng nó không hẳn Mấy là cái mặc mặc vest mặc vest đâu, không à? không phải là mặc vest đâu, nó chỉ giống như com lê ấy. Cái áo mà nó áo sao nhỉ, chỉ, nó không có tay, nó chỉ là kiểu ấy xuống ấy. Ui mẹ, nhìn bọn ấy đẹp, mặc đẹp vãi lìn ra, xong rồi chúng nó xức nước hoa thơm vãi cứt ra, xong rồi đầu óc Mà áo khoác kiểu như cái áo sơ mi màu bóng trắng thơm rồi vãi cứt áo khoác khoác một vô đúng không phải đéo ai chọn mình, có người chọn mình, có đứa gái Việt Nam du học ấy. chọn mình, thế nhưng mà cái con đấy thì mẹ nói mình ghét nó quá thì mình Nói đéo chung là muốn, có người chọn nhưng mà xấu quá Bill đéo chấp nhận, không chứ phải là còn đéo xấu, mà con Bill đấy muốn được chọn á thì là đéo chọn Bill. Thôi thôi đi, tốt tất kia thôi được rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vậy muốn ăn mà ăn không được. cái con có cái con nó chọn tôi nó không xấu nhưng mà nó hãm lồn, hiểu không, tính của nó kỳ, hiểu không, tính nó kỳ lắm ông hiểu không, có Thôi nghĩa là ra không xấu tính kỳ. nói chuyện với nó lúc nào nó cũng kiểu giống như là kiểu nó muốn mình đứng dậy hay sao ấy, nó nói vô duyên lắm, chứ không phải nó xấu. Con đấy thì ngực cũng được, mỗi tội là mặt không được ok lắm thôi, chứ ngực thì ok. Nó thì nó Ok. xấu nó đại đi người Đâu rồi này. nó đại mặt mặt không được Ok, mặt không được ok mấy ông ấy mặt tốt chỗ dùng từ mặt hoa không được ngữ tốt được ok thôi, chứ không phải là xấu. đéo ấy ngực là cũng tạm được chứ không phải là không không chấp không, nhận không được. Ờ thế sau này nói chung là cái buổi hôm đấy cũng ấy, thì cái hãm lồn nhất là gì biết không, là cái hôm đấy ấy, là cái bàn ăn mà cứ là sẽ chia bàn ăn ấy ở party ấy, thì địt mẹ mày tôi ngồi cạnh cái con mà là đi với tôi rồi, thì địt mẹ cái bàn đấy cái con kia nó cũng ngồi, địt mẹ nó đuổi, địt mẹ nó há mãi cả đái ra. Xong rồi tôi cứ dành thời gian nói chuyện với con Thế mà nên đại đi học với anh tôi ấy, có thì đi con kia nó lại party xía vô mấy với câu mình sập cứt lần sập cứt, nào thè mẹ luôn cô? tụt mút vãi lột. Nhưng mà không sao, cái buổi hôm đấy cũng dẫn được bạn kia đi đến 2 giờ sáng mới về, cũng vui. Quàng không? Ăn cái gì? Ăn là ăn cái gì? Ăn tối thì ăn tối là có ăn tối, ăn đêm là có ăn Tối đêm, mày muốn ăn cái gì nữa? Ăn gì? Ăn Đâu gì? mà ăn không? Ăn lốt dạ luôn. Đồ má. Lốt miệng nữa. Sau đợt đấy nhá, má nó còn dẫn ta đi xem phim. Trời ơi, sướng nhỉ. Xem phim mày biết không, tao xem phim đến tận cuối là tao phải làm ca đêm, thì nó bảo ok thế thì đi sớm. Thế tao đi sớm tao buồn ngủ mày biết không, tao ngồi trong quán cà phê tao uống cà phê với nó mà tao ngủ gật 2 tiếng đồng hồ, mà nó cứ ngồi trước mặt tao, nó đợi cho đến khi tao mở mắt dậy nó bảo là tao vẫn ngồi. Nó kể lại là tất cả mọi người trong quán đều nhìn bàn mình nhưng mà tao vẫn ngồi đợi mày. Trời ơi, cái điều đấy sao bây giờ, cái tuổi nó đéo có ta, thề thì mẹ bây giờ toàn là nhà nghỉ, cái con cặc thì bắt cao su cái lột đi. Giờ nhớ lại nó sầu vít vãi cứt ra. Nó ngồi nó chờ tao đến khi tao dậy phải biết không, nó gọi mẹ nó đến chở tao đến chỗ làm luôn. Đồ trời má luôn á, mẹ nói người ta xấu trời. Không, nói đấy là con bé ấy khác mà, đấy là con bé ô khác mà mẹ sau được bắt gặp là một đêm mới nó đi hai quá. Con à, một đêm đấu, cái con đấy là cái con mà tao được, tao với nó bắt cặp nhau chứ không phải con nó chọn tao, hiểu không? À.